này sao bị tiếp YouTube 3 lại quay con mình vậy á. Thầy gấp đó cho nó quay là chút phải đóng tiền cho tao nha. Dạ, 1500 1500 em tôi bay. Không, cái này quăng đồ lên trên phòng rồi là bắt nhỏ em dắt đi đó. Đi xe vô là dự như là 200 mấy 300 đi, đi ăn một tiếng uống xe 200 mấy cái nhà. Đi về là hết 500 á. Đi về hết 500 á. Tại cửa hứa tôi nói chiều nay 5 giờ tôi ghé. Bây giờ vô 6 giờ 7 giờ cũng hình như là có đại gia này, đại gia đến mua hủ tiếu hay là mang về có gì không? Đó. Đi gia đình này xuống là quý vị, gia đình là đến ủng hộ. Ngọ nó mọc nó chạy. Nước sôi tránh đường mấy em ơi. Vui vẻ cô, vui vẻ không bảo hả lại không? Cô mới ghé xuống máy bay xong ghé liệu luôn hả cô? Quăng đồ lên trên phòng rồi là bắt nhỏ em dắt đi đó. Đi xe vô là dường như là 200 mấy 300. Đi ăn một tiếng uống xe 200 mấy cái nhà. Đi về là hết 500 á. Đi về hết 500 á. Tại cửa hứa rồi tôi nói chiều nay 5 giờ tôi ghé. Bây giờ vô 6 giờ 7 giờ cũng ok ha. Dạ cũng còn. Cũng còn không có khách cửa hứa phải không? Dạ. À lấy con chai dùng cho cô. Con chai thôi em. Cô nước ngọt không? Lấy con chai thôi. Nước ngọt không? Dạ. Cô dùng một tiếng à, bánh canh nó có không? Dạ, bánh canh. Bắp bánh canh nó có không? Bánh canh giò heo hay đuôi heo gì đó? Bánh canh giò heo. Dạ, cái này là bé, không có ra. Em ơi, bánh canh gà xé.
nhỏ nhỏ giùm cô. Dạ không mà. Lê Hút em ơi. Lê Hút. Lê Hút. Mai Tô. Trời 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 hả? Không giống như mình đặt là tiếng xâm chứ gì. Dạ. Rồi dạ, mình kêu hai bác ăn để chở ra ngoài rồi. Dạ. Con cũng mình gọn con cũng muốn vô mình trong bệnh viện mà mình bán một tiếng rõ mà mình đâu ở ngoài đâu có sao đâu mình ngoài mình thả dạ bệnh viện vô cũng lộn xộn lắm mình vô được những các cô chú khác vô được thì cũng ngại dạ thì thôi kệ mình cũng con ra ngoài như các con con đi học dạ bệnh viện đó chứ không làm á con có chạy xe dạ không phải chạy chạy cho tắm sang đó rồi mà biết mặt quá không không có chạy cho mình cứ con làm bệnh viện đó là ra vô bệnh viện đó một chút dạ cứ mà chạy thì có chạy cho mình chờ đợi á cứ bệnh viện kia không làm phải hàng chi dễ ta thấy nó dễ ra vô tự do tất cả các bác sĩ nó cũng đông nhiều dạ cái đó qua kia gì cô việc của Thanh Nguyễn dạ Thanh Nguyễn dạ đủ cô làm để cô làm trăm trăm phần cô gái ở đây nè mỗi lần gái ở đây bán ở đây ha dạ cô bán cũng 500 phần rồi đó dạ lần trăm lần trăm mai mốt gì đấy là bữa nào con rảnh rỗi rồi tôi sẽ điện cho con rồi cũng làm ngày đó dạ dạ rồi tụi cô vui chơi dạ cũng giống như hỗ trợ dạ còn con nha dạ tôi dạ. Tôi dạ. 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 Bán đắt nha dạ bán là nửa ngày là hết rồi ha dạ, dạ. Ăn đi tám ăn cái gì đấy nè ngày con bán hai buổi sáng ngày bán 2 buổi dạ sáng cô ba sớm nếu mà sáng cô xuống sáng sớm sớm rồi sáng á cô sớm xuống sớm là vui à cô chạy giùm con chạy không kịp chạy không kịp bây giờ chạy ở ngày trả tôi như nợ ông nhỏ dạ trả nhiêu con trả mắc lắm mà nhiêu ai cần mắn phay tay mà phay mơ mơ là chân đó hả ba 20 tỷ hay chợt phết tao đâu xài hết thôi mời cả nhà nha mời mấy anh lên mấy cậu YouTube nha dạ cô tự nhiên luôn cô con miệng à rồi, sao bên kia cô chồng đi dạ cảm ơn con nha dạ, tự nhiên cô bên lúc mới về cô mới vừa xuống máy bay á cô ghé thăm lại luôn cái nhà vô nhà cô nói mới vô nhà liền cô ghé đây liền sợ đến cầu luôn quốc ổng luôn quốc ổng luôn quốc cầu luôn nhỏ nó mũi đâu ai xây máy nè ông nội cái gì nhớ mũi khoảng khắc độc nhất của Liệu em ơi hết mưa rồi em ơi Liệu thì cũng bán buổi sáng cô chú anh chị cho nên chiều cũng hơi mệt á thì buổi chiều thì có thể là bọn em đùa giỡn với Liệu tí xíu để mà cho Liệu có một cái vui vẻ tí xíu để mà Liệu buôn bán cho nó khỏe hơn đó. Cho nên lộ lắm rồi Liệu lộ rồi đó nhiều
mà hỏi ai bằng con của chú ơi. Bằng con với con ốm đâu còn xương không. Trời chứ ai nói thì nói quay phim mất hình, mất tịch lắm á. Ai vậy? Hả? Hút quá hút chân thông á. Cái sóng điện nó hút à? Gì? Sóng điện nó hút à? Đúng rồi, hút chân thông á. Em ơi, lá bàn nhớ lâu ghế giùm anh. Mã cách ngồi ướt tích à. Lá bàn lâu ghế giùm em. Chị ăn cơm chưa Lẹo? Hả? Chị ăn cơm chưa? Chưa. Chị ăn cơm. Ăn rồi chưa à? Bạch chín kìa. Chưa ăn có tô lẩu bò 79 nghìn. Ít quá à? Lẩu bò 79 nghìn. Không. Cái lẩu bò trong siêu thị đâu có gì đâu. Không có gì hết á. Cho nó. Chị biết chi nè. 79 nghìn. Mà ơi, mở ra không còn gì ăn. Thổ tố hủ tiểu gà. Về nhà. Hủ tiểu gà của anh không? Về nhà thêm lụm thêm tô tiểu gà nữa mới no. Buồn, hết sức buồn. Ôi, buồn dài vợ. Okay. Em ăn gì không? Thôi về đi em. Em đi qua nha. Ok, bye bye, anh ta đi xe nó được nghe. Ui, xe nè. Rồi, không lấy thôi. Đi vợ, chờ em mỗi lần mà. Dạ em vừa quay là em cho 50 ngàn á. Một tiếp anh. Cách vô, cách vô. Em bán. Cách vô. Cách đầu. Lần đầu tiên hôm nay mới thấy là Lẹo nè. Mới thấy Lẹo là nấu nè à, làm cho khách nè. Chứ không gọi anh em mình đâu có thấy đâu đúng không. Rồi hôm nay Lẹo sức chiêu rồi. Cách đầu. Liệu tại hơi vắng vắng cho nên liệu vui vẻ của chú anh chị. Cái gì của chú anh chị nào xem có những cái ấy mà cô chị hãy thông cảm cho Liệu và tất cả anh em ở đây nha. Tại vì anh em cũng muốn cô chú anh chị vui vẻ thôi. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã đón xem và cả nhà hãy đăng ký và subscribe cho tất cả các anh em trên YouTube. Bởi như Thánh Liệu là đặc biệt là kênh Thánh Liệu như cái kênh của anh thì anh này lớn, anh lớn em 1.400, 1.400 à, 1.400 à. Nhỏ xíu à. Vậy chứ nhỏ xíu à. Rồi, cho anh 1.000 mấy, 1.000 mấy. Người nhưng mà đâu ăn đâu. Hả? Nhưng mà đâu lên nổi đâu. Anh mấy, 1.000 mấy rồi ba. 1.000 mấy rồi, 1.800 rồi. 1.800 súp à. Ừ. Là nút vàng hả? Ừ. Nút vàng. Nhớ đăng ký cho Thánh Liệu nha, cái nhà bên kia của anh Hùng mình nè. Bấm tít. Làm bố xua trong đó luôn không? Bấm vào chúng ta, bấm vào chia sẻ cho Thánh Liệu vui vẻ có quạo. Chứ cả nhà có đói bụng ở đâu khu vực Bình Tân hoặc xa xa đến, nếu mà đủ đó cũng loại một phần. Nếu mà có đói bụng Liệu hãy mở cái nắp xoàn ra đi coi ở trong có gì, nếu không có gì thì có hủ tiếu đây cả nhà có ơi. Hủ tiếu mì à. Nếu không có gì thì có hủ tiếu mì, có hủ tiếu đây cả nhà. Dạ mời cả nhà ăn hủ tiếu nha cả nhà ơi. Hủ tiếu kia có 25.000 tô, 25.000 tô. Hủ tiếu vui vẻ không bạo. Dạ khách vô rồi Liệu ơi, Liệu khách vô. Ủa không phải hàng xóm. Dạ dạ ra Liệu ơi, chết đó nè, đó đó. Trời ai đẹp với vợ chú. Trời vợ chú đù. Vợ chú là cái mồi đó mấy cha. Thấy vậy chứ. Chồng vợ Liệu này của anh chị cũng hay chọc giỡn và ghẹo Liệu của anh chị.
Tới nhìn cái cầu xe trên chạy luôn chứ ai nhìn trong nhà hàng không sao vậy. Đó gì đâu vậy ta. Tôi quay chứ không lẽ tôi cười suốt tham nội mấy anh lại lầm quá à cái này hả ơi vui tiếp giờ biết làm sao nữa mọi cái nhà đi ăn tô tiếng nha cả nhà rửa ra đói đi ăn hủ tiếu đi ăn đi ở đây ở nhà hẹn gặp lại video của em đến đây xin kết thúc quý ông bà của chú anh chị tạm biệt quý anh chị nhà hàng của chú anh chị clip tiếp theo.